Nhìn từ trên cao, cao tốc Phan Thiết Dầu Dây xuyên qua những cánh rừng cao su bạt ngàn, xanh ngát. Cao tốc dài 99 km đi qua hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai. Trong đó, đoạn qua tỉnh Bình Thuận dài 47,7 km, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 51,3 km, vận tốc thiết kế 120 km/h. Quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư là 12.577 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí xây dựng và giải phóng mặt bằng. Ngày 31 tháng 12 năm 2022, cao tốc đã được thông xe kỹ thuật. Sáng ngày 31 tháng 12, toàn tuyến cơ bản đã được hoàn thành, nhiều đoạn đã xong thảm nhựa và lắp các hạng mục phụ như giải phân cách, rào chắn, lưới chắn. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm còn lưu lèn đất, giải đá răm và giải thảm nhựa. Các cây cầu dân sinh còn ngổn ngang, chưa xong đường dẫn. Trước đó, ngày 22 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã đi kiểm tra thực tế dự án đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Sau khi nghe ban quản lý dự án báo cáo tiến độ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết rất sốt ruột khi thấy đoạn qua Đồng Nai còn ngổn ngang. Bộ trưởng đã yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu làm khẩn trương quyết liệt nhất có thể để thông xe kỹ thuật cao tốc Phan Thiết Dầu Dây vào cuối tháng 12 năm 2022. Đến 30 tháng 4 năm 2023 thì đưa vào sử dụng. Theo thông cáo báo chí của Bộ Giao thông Vận tải, cùng ngày, cả ba dự án cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông cùng được thông xe kỹ thuật.